Tiết học giáo dục địa phương 6 tuần này, chúng ta sẽ học về chủ đề thay đổi thói quen, thích ứng với cuộc sống có COVID-19. Vấn đề đặt ra là đã tiêm vaccine liệu có chắc chắn an toàn không? Đây là lời tâm sự của một người đã tiêm 2 mũi vaccine nhưng vẫn bị nhiễm COVID-19. Chủ quan với 2 mũi vaccine, tôi đã bị COVID-19 tấn công. Tôi bắt đầu tiêm mũi vaccine thứ 2 vào cuối tháng 8 năm 2021, thời điểm thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn bùng phát dịch dữ dội. Khi có tấm bùa này, tôi nghĩ bụng mình sẽ an toàn. Ai ngờ những ngày điều trị COVID-19 đầy khổ sở đã đến rất nhanh. Dù buổi sáng, trước khi đi đến địa điểm tập kết đi phát đồ hỗ trợ người dân, tôi bắt đầu cầm điện thoại, khai báo y tế, mặc đồ bảo hộ, bịt kín khẩu trang và kè kè bên người chai nước sát khuẩn. Bác sĩ cho rằng nếu một người không tiêm vaccine thì khả năng phục hồi sẽ chậm hơn, thậm chí chuyển biến nặng. Tuy nhiên, với trường hợp của tôi, hiện nay nồng độ virus trong người rất thấp. Việc khỏe mạnh sớm so với bình thường nhờ hai yếu tố đó là tinh thần lạc quan và chích ngừa đầy đủ. Đây là hình ảnh của tác giả trong những ngày cùng các tình nguyện viên hỗ trợ người dân. Tác giả có lời nhắn gửi như sau: hôm nay ngày 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh mở cửa từng bước và cho nhiều ngành nghề, dịch vụ hoạt động trở lại. Tôi tin rằng rất nhiều người đã có suy nghĩ như tôi trước kia. Thế nhưng, tiêm đủ 2 mũi vaccine không phải đã có tấm khiên miễn nhiễm. Tôi đã trải qua những ngày tháng lo âu, nếm cảm giác là F0 như thế nào. Giờ đây, mọi suy nghĩ về việc có vaccine sẽ an toàn không còn nữa nếu không cảnh giác với COVID-19 và đừng quên tuân thủ 5K. Nguồn báo Người Lao Động. Như vậy, các em thấy 5K rất là quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Vậy các em còn nhớ 5K là gì không? Thì 5K chính là khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế và khoảng cách. Các em hãy luôn luôn thực hiện 5K nhé. Chắc hẳn rằng trong các em sẽ có thắc mắc rằng vì sao tiêm đủ 2 mũi vaccine rồi vẫn mắc COVID-19? Vậy tiêm vaccine để làm gì? Thì đó là do những lý do sau đây các em. Thứ nhất, các biến chủng mới như Alpha, Gamma, Delta, Beta làm đáp ứng miễn dịch kiểm soát không hiệu quả. Thứ hai, không có vaccine nào bảo vệ 100%. Thứ ba, cần thời gian để tạo miễn dịch đầy đủ. Thứ tư, đáp ứng miễn dịch của cơ thể đối với vaccine là khác nhau. Tóm lại, mục đích cốt lõi của việc tiêm vaccine là vaccine không ngăn chặn 100% lây nhiễm bệnh COVID-19, nhưng sẽ làm giảm nguy cơ lây nhiễm sau khi tiêm đầy đủ. Và nếu không may mắc bệnh, có thể sẽ không triệu chứng hoặc nhẹ và ít diễn biến nặng, dẫn đến giảm nguy cơ nhập viện và giảm nguy cơ tử vong. Vậy ta thấy việc tiêm vaccine là vô cùng cần thiết, phải không các em? Vậy thì thành phố Hồ Chí Minh chúng ta sẽ thích ứng với cuộc sống có COVID-19 như thế nào? Thì theo ý kiến chuyên môn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế cộng đồng Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, thì thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cần thực hiện được những điều sau đây. Thứ nhất,
90% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi. Số người đã tiêm mũi 2 càng nhiều càng tốt và tăng cường tiêm chủng cho trẻ em. Cần phấn đấu mọi người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 liều. Việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 không loại trừ được bệnh, nhưng dù chỉ được tiêm một liều cũng giúp giảm nguy cơ diễn tiến nặng và tử vong. Ngoài ra, tiêm vaccine cũng giúp tránh bị lây nhiễm ít nhất là 60%, từ đó giúp số ca mắc mới giảm và giúp kiểm soát dịch bệnh. Nếu đã tiêm đủ cho người trưởng thành, nhưng trẻ em vẫn có nguy cơ mắc bệnh, thì lúc này việc đánh giá lợi ích, nguy cơ của việc tiêm chủng cho trẻ em là cần thiết để điều chỉnh chiến lược tiêm chủng. Thứ hai là cần phải đáp ứng đủ nhu cầu điều trị COVID-19, cần có hệ thống đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân. Nếu thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng không đầy đủ, tỷ lệ bệnh nhân mắc COVID-19 dù ít nhưng vẫn có thể xảy ra tình trạng không được điều trị kịp thời, dẫn đến nguy cơ tử vong cao. Thứ ba, đảm bảo 5K, không tụ tập. Đây là các biện pháp phòng bệnh hiệu quả, có căn cứ khoa học và có ưu điểm không làm gián đoạn đối với hoạt động sản xuất, các dịch vụ. Thứ tư, hệ thống giám sát dịch tễ tốt. Cụ thể phải tổ chức xét nghiệm được những người có triệu chứng nhằm phát hiện sớm nhất nếu dịch có bùng phát trở lại, kết hợp với giám sát trọng điểm, từ đó tính đến phương án tăng cường các biện pháp kiểm soát giãn cách xã hội. Có một câu hỏi được đặt ra như sau. Trong sản xuất, sinh hoạt, học tập, cần lưu ý các điều gì, nhất là khi trẻ em chưa được tiêm chủng? Trẻ em chưa được tiêm vaccine cũng là đối tượng dễ bị tổn thương. Người đã tiêm vaccine rồi vẫn có thể mắc bệnh và lây bệnh sang trẻ em, nên phải phòng bệnh cho đối tượng này. Bản thân trẻ em cũng phải phòng bệnh trong trường học và thực hiện nghiêm quy tắc 5K. Bởi nếu trong một gia đình có người mắc thì trẻ em cũng là nguy cơ. Các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị phải xây dựng phương án an toàn để phòng bệnh cho nhân viên, người lao động. Phương án cụ thể phải tùy từng địa phương nhưng phải có phương án an toàn. Các địa phương cũng phải xây dựng phương án để bảo vệ vùng xanh, ngõ xóm, phường xã, chợ búa an toàn. Cần thực hiện nghiêm các yêu cầu về xét nghiệm đối tượng và vùng nguy cơ, chẳng hạn bệnh viện, chợ hoặc vùng xanh có các ca nghi ngờ. Cô có hai câu hỏi sau đây đặt ra cho các em. Thứ nhất, hãy cho cô biết 5K là gì. Và các em hãy xem các em đã thực hiện tốt 5K chưa. Nếu chưa thì các em cần thay đổi những thói quen chưa tốt của mình để thực hiện tốt 5K. Ngoài ra, các em cũng nhắc nhở mọi người xung quanh các em cùng thực hiện tốt 5K nhé. Đó là điều rất cần thiết vào lúc này. Thứ hai, các em hãy viết ra những điều mình cần phải làm trong giai đoạn sống và học tập có dịch bệnh COVID-19 như hiện nay. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào tiết học giáo dục địa phương 6 tuần sau.